Alo, alo, alo. Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Tiếp tục hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn cái con sàn DeSwap. Đây là một cái sàn có ký hiệu là DEEA 300, phát khoảng 300 đồng và tương đương với khoảng 8 đô la trở lên. Nếu các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free. Dự án này vẫn sử dụng mạng Binance Smart Chain các bạn nhé. Lead ở PancakeSwap, DeSwap và Dex Guru. Airdrop sẽ trả vào 17 tháng 6. Các bạn ấn vào Continue, cộng cái số này lại nhé. Theo dõi group một cái này. Quay lại một cái nữa nhé. Hai cái này. Theo dõi Twitter. Flow nè. Các bạn check qua một số thông tin về cái sàn. Ô, sàn này cao phết nhỉ. 0,070. Check Twitter của nó xem có phải không. Có phải airdrop của nó không? Đúng rồi nhé các bạn nhé. Đây có chương trình iRob ở đây nhé. Line này. Nó bảo cái gì đây? Red Twin lại pin the port. Các bạn ấn vào theo dõi, các bạn theo dõi rồi phải không? Thì bây giờ ấn Don này. Don tiếp này, tại vì mình theo lúc nãy rồi. À, nó bắt tweet ba bạn bè nữa. Thì mọi người sẽ undo cái này đi các bạn, với lại qua từ tweet nhé. Vẫn câu cửa miệng này, tắt cho bạn mình ba bạn bè vào đây. Tiếp một bạn nữa nhé. Rồi, các bạn ấn vào tweet. Rồi quay lại đây thì nó yêu cầu là dán tên. Mọi người vào profile này, copy lấy tên nhé. Dán vào đây. Theo dõi group này. Cái này thì mình theo rồi. Bạn nào chưa theo thì các bạn join cho mình cái. Quay lại các bạn ấn don. Cuối cùng là các bạn dán một cái ví. Các bạn vẫn sử dụng ví BSC. Ở trên MetaMask nhé. Chút wallet cũng được. Ở đây thì là cái link giới thiệu bạn bè. Các bạn copy lấy link giới thiệu, các bạn sẽ nhận được thêm 20 đồng nữa. Balance sẽ update sau 6 hour. Ok, mình sẽ chờ vào ngày 17 tháng 6 để xem nó trả như thế nào nhé các bạn nhé. Giá thì đang là 0,07. Airdrop ở đây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Nếu mà bạn nào mà chưa chat thì các bạn có thể chat theo hướng dẫn của mình để nhận coin free. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.